Anh em ơi, giới thiệu với anh em vỏ 9.2 hoàng côi nha anh em. 9.2 siêu tải nha. Lái 1m35 nha. Với cái ECU 88 nha anh em. ECU Nhật nha. Vỏ của anh không dây đò không? Giờ muốn đổi vỏ mới. Bán. Vỏ này có dập vỏ nha anh em. Trong thì cũng có nứt vài chỗ, giá là rồi. Dịch này mới mua luôn, ba cánh mua về. Nói chung cái này không quan trọng, quan trọng máy là cái vỏ thôi. Còn cầu thì còn nguyên xi, chưa gãy chưa nứt. Làm chỗ bẩn này chặn ngang đựng cho nước chở đồ nước dòng hay sao. Bình Đồng Nai 70 lắc khô. EU 88. Máy tình trạng có bung nắp rồi anh em, bung nắp sôi nước lại rồi. Nắp thì bao cho anh em là chưa lủng chưa nứt. Cốt ít tăng ra. Lắp 25. Đèn cầu còn nguyên chưa gãy cho nứt, cái nóc 3.4 toàn bộ. Máy có độ hơi lâm la mọi người nè. Để test máy cho anh em coi. Đi vô 88 mình nè. Vỏ 9.2 anh em, 9.2 lái 1m35 của Hoàng Côi à. Với ECU ECU 88 ECU Nhật. Khi anh em nói ECU Nhật, ECU hợp tác của Nam Triều Tiên cũng là nó anh em. Vỏ máy bán cho anh em giá 26 triệu. Đèn cầu còn nguyên chưa gãy chưa nứt, chiến dịch để nóc 3 cánh. Bình 70 lắc khô. Vỏ trong tải 2 tấn. Rồi anh em có mua liên hệ luôn ha.